Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì máy Takeo TK50 này hiện tại đang có mức giá là 8.500.000 đồng nha. Trộn thức ăn Takeo TK50. Với con máy Takeo TK50 này thì thêm vào đó là quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là máy được thiết kế bộ công tắc đóng mở rất là an toàn cho quý vị trong quá trình sử dụng nha. Và đây là miệng xả nguyên liệu. Sau khi chúng ta trộn xong thì chúng ta sẽ được xả nguyên liệu ra bằng miệng này. Miệng xả rất là lớn nên chúng ta không sợ là bị kẹt nguyên liệu trong quá trình sử dụng. Và năng suất của con máy này có thể đạt được là từ 700 đến 1000 kg trên 1 giờ và sử dụng 100% inox. Đây là hệ thống trục làm việc ở phía trong. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thấy là trục làm việc được xoắn một chiều từ dưới lên trên. Nên nhờ đó mà nguyên liệu của chúng ta sẽ được một trộn một cách nhẹ nhàng cũng như là đều nhất dành cho quý vị và các bạn nhé.